À, mấy con có coi chuyện tắm cám không? Dạ. Tắm cám mà lúc mà tắm gớt cái đầu hài á, được hoàng tử lụm được á, bà thử làm vợ, cuối cùng mang vừa làm vợ á. Dạ. Có biết không? Biết. Biết. Không? Biết. À, giờ chớ vừa phát hiện không phải đôi hài nữa các bạn, mà là cái bàn giò nữa các bạn. In vô xi măng luôn. Đâu, tao đi vô thử cho đây. Tao đi thử rồi, rồi giờ ông vừa lấy về làm chồng luôn. Còn thử cho trời. Dạ. Rồi, làm trời các bạn giò tao bên đây qua. Không được rồi. Rồi. Chào các bạn ở bên đó. Chào các bạn. Xin chào các bạn trở lại với kênh Núi Sông TV của bọn mình nha. Thì team mình đã trở lại được 3 thành viên mới nha các bạn. Đó là Tony chuột lắc nó và chú tải buôn lòi diệt ốc chó. Chào các bạn nha. Đó, và ai nữa là chính ra coi. Đây là thằng gừng. Ê, thằng ăn, tưởng là ly xin, thằng ăn các bạn. Và bụng không đái đó là Kha Banda các bạn. Đó, chào các bạn đi. Các bạn. Quên luôn rồi, Kha Banda lâu quá không gặp các bạn, quên rồi các bạn. Thì team mình mấy bữa nay không ra video á các bạn biết không? Tại vì team nó nói là chế ơi chế gán cho con á, là tụi con tới đi học tới chủ nhật á, rồi chế cho bọn con đi quay được không? Tony với Kha Banda về cốc chó á, với Khánh á, kêu á, là hôm nay là nhất định là phải dắt cả team đi sinh tồn thêm lần nữa các bạn. Vậy là team mình quyết định là bữa nay đi sinh tồn hả các bạn? Rồi có đồng ý không? Dạ đồng ý. Bọn mình hôm nay lùa hết coi có cá không các bạn, mà bữa nay quá mưa bão hả các bạn. Rồi ok, good. Đây là series tập 2 nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại giờ là quá lạnh rồi các bạn, rung hết trơn. Nhìn lên rồi. Bởi vậy cho bạn nhìn lạnh nha các bạn. Các bạn gõ cho gà tay chân hết trơn, bởi vậy quá kinh rồi. Mấy bạn mát vậy mà mấy người này kêu lạnh. Trời ơi, mập như con mở một đống sao lạnh. Khuôn như mày của tao đẩy. Nhiệm vụ của Tony là giữ dép cho team các bạn nè, đó. Tony kéo cái này là lật luôn đó các bạn. Nhìn Tony như là vũ nữ chân dài mà ở đồng ruộng đó các bạn. Nhái á, nó còn nhái á. Đó. Chị ăn ma cò. Chị ăn mấy đứa bệnh chứ các bạn. Ôi trời ơi, lạnh không trời ơi. Các bạn ơi, lạnh lắm các bạn ơi. Chế, em có thứ này cho chế nè, đảm bảo chế thích luôn. Cái gì vậy? Món quà này chắc chắn chế sẽ thích. Ai 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 ai. Từ từ nha. Sẵn sàng chưa chế? Đói đang quấy nè. Ta-da! Chàng này chắc chắn chế thích cua đực nha chế. Cua đực. Tiếc quá, nếu cua cá là có mù cho chế hấp rồi. Trời ơi, mù chế đâu thích mù. Giang thì nó hấp hấp, chớ nó càng các bạn. Để anh, mày ấn anh kia rồi tôi cầm. Rồi, tên đi mất tiêu luôn. Rồi, tên đi nó vừa trời lên các bạn. Ơi, sao hấn dọn không? Chết ngang. Hết hơi các bạn ơi. Hà Bảo ơi, kỹ cái tốc độ kìa. Ồ, chứ không thấy ai không? Chưa tới luôn. Sâu quá kìa. Chưa tới luôn. Đường này nó cũng chết. Một em. Trời ơi, sầm hơn. Có gì không? Có gì hả? Quá em. Tu. Đã. Điện lên con, cá lóc các bạn ơi. Vô ánh. Dạ, có cá. Có hả? Dạ. Rồi. Đem đây nha. Rồi, mình biết cái này rồi. Ây da, em nắm cái đuôi nó mà nghe sực, nó mạnh quá à. Hôm nay nó bự giống bữa nó đi, vô mánh. Nó cứ quậy mạnh lắm không vậy? Có chân vô nha. Chết rồi, nó mạnh quá à. Có ai ngần hay hỗ trợ không? Không, em nắm có một tay rồi, nếu em nắm hai tay lại gà, em bịt con cua lại nè. Đâu? Ừ. Chứ nghe không? Nghe, nghe dưới nước nè, bực. Ồ. Cũng đồ hơi ngon lắm bạn. Ê, tiền mấy tiền? Dạ, cho tiền đi. Đem cá lưu kiếm mở vô. Khá bự các bạn, còn sống luôn. Chế ngay cái bực luôn các bạn. Bự luôn nè các bạn, mình kia luôn nè. Ui. Ôi, Tùng ơi. Bự luôn kìa. Rồi, bắt cua như bắt cua biển vậy các bạn. Cua đồng như cua biển vậy. Đi theo chế giữ cái ao đó kìa. Cái cà. Dạ.
Kẹp kẹp em ơi. Nè chết hết cái càng này không? Ấy da kẹp em ơi. Chết rồi. Kẹp da rồi các bạn ơi. À. Bội ơi bội vậy. Dạ. Cái giờ bạn nhìn càng nè. Ấy da. Ấy da da. Trời lấy nguyên miếng thịt của em luôn. Đừng chơi đừng chơi. Đừng chơi ơi, đừng chơi ơi. Con xả tay cái đi, con xả tay cái đi. À, con buông cái tay này ra, con buông ra là nó nhảy nè, buông ra. Em chịu không nổi, từ từ. Con buông cái tay này ra đi. Cái tay hai tay ra luôn. Con thở ra là nó nhảy ra. Ồ cách tôi chết được quá các bạn. Được á. Ok nha các bạn. Ủa, được hả? Cá này cũng khá bự. Các bạn ơi, có mối nữa các bạn. Có nữa hả? Dạ. Ủa con cá lục kiến này bự á Giang. Bự á. Bành kia luôn á. Rồi các bạn, cá lục kiến này bự lắm các bạn. Đâu? Rồi. Ôi. Ôi. Con kinh không vậy? Con cua nè các bạn ơi. À, cũng bắt được con cua nè. Con kinh không? Ừ. 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 Các bạn. Còn nữa hả? Còn có hai con. Bỏ xong giờ tới mình nha các bạn. Bỏ từng con các bạn chia. Cho Giang thánh bắt cua. Về biển nha. Dỡ thôi con cua. Lên đây Giang. Cái hay đực? Cái. Cái. Là mấy nó đang sinh sản các bạn. Con đực chui vô trước có con cái. Cua. Đây để tao. Có mối nữa các bạn. Nhận hẹn. Khoan từ từ. Dạ cua nhỏ nè. Cua nhỏ hả? Lấy cua bự thôi. Cá hay là cua nhỏ? Được không? Cua nhỏ. Dạ vừa. Ây da đau quá đau quá đau. Bữa nay cá còn bộ hơi ít nha các bạn. Đúng rồi có cua nhiều. Chứ ốc. Ý. Cua nhỏ bỏ đi. Cua xíu nè. Nó kẹp sát thương không vậy? Cho nó lớn đi. Để nó lớn. Cua siêu bự luôn vậy. Cua nhỏ bỏ rồi. Dạ ơi. Gì vậy? Có hả? Không biết nó bự hay không nè, con đoán là nó cũng tầm gì dừa. Ừ, khó gì mà im bự. Ôi, cái chân nó tiếng ngắt rồi các bạn. Cái phải không? Cái. Đây, chế bỏ. Đây xuống dưới đây. Chế đem lại cho thao. Ok, cuốn ngay. Đó. Ông dạy, hút chân con đâu rồi? Con cái nè các bạn. Bữa nay mò chưa có cá các bạn. Được con cá lâu kiến bự của anh Giang. Giang là bắt cá lâu kiến ở đây nó hợp lắm các bạn. Hợp phong thủy ở đây. Bắt cá bự bự luôn à. Có cái này nè. Ok. Được con cua bự nữa các bạn. Đem tôi đi. Ừ, đem chân Giang. Dạ. Có không? Thánh đi ghê, chạy bắt cua biển đi. Cái mặt này các bạn, bắt cua biển. Mà em mới thấy nó lướt mà các bạn. Rồi đi rồi đó, anh em thấy mặt. Không được thì đưa tao. Có nước rồi. Tên tên tên. Tên đi, tên đi, có cua, tên đi. Đưa cái tên đi. Đưa em mấy cái con của em hả? Đưa cho chế đi. Tên đi nhìn. Rồi chế chăm sóc cho em nó. Tên đi nhìn ngán đó các bạn ơi. Đâu, đưa mặt bự hơn tên đi nè các bạn. Để chế chăm sóc cho em nó. Cách nó mất cua vậy nè các bạn. Kẹp tao đi. Nó kẹp không giật ra bạn. Kẹp thiệt rồi khóc. Rồi dính thì em bị kẹp với vậy. Rồi không ra luôn. Không ra luôn. Anh phải bắt cho mày bằng được. Anh không bỏ mày được đâu. Mày chờ anh đi. Hang này nhỏ quá nó vừa luôn các bạn. Đưa bữa nay nghe mưa bão là điểm mạnh của cua đó. Cua tôm cua. Cua mới hàng chứ. Cua mới hàng đâu có cua hoài luôn á. Mà mưa bão là ít khi nào gặp cá lắm. Hầu như là cua nó lên ăn nhiều. Bữa nay team mình bắt toàn cua không. Thánh bầu quá bạn. Tối mà trời mưa là cua nhiều lắm. Tối là mùa bắt tối là cua, điểm mạnh của to cua là ăn ban đêm. Kẹp bố đi. Kẹp bố cũng rồi. Kẹp bố. Nhanh lên. Kẹp lẹ. Kẹp. Mà dám lấy ra còn nửa xíu nè. Nhìn ngay cái bực luôn rồi kìa. Đứt cái cổ luôn kìa. Nóng cạn luôn. Kẹp nó đi. Kẹp nó đi. Khánh bắt con cua này như con cua biển vậy các bạn ơi. Chứ không phải cua đồng đâu. Nó non quá, Khánh non quá. Tướng của nó nhìn nó rồng kìa.
chín rồi, chín rồi, chín rồi. Kẹp tao đi, kẹp tao đi, kẹp tao đi. Tướng nhân thành bất cuồng đấy. Chín rồi, chín. Ây da, kẹp nữa nè. Kẹp nữa bạn, kẹp nữa nha. Đem đi, đem áo lại cho nhỏ. Buông đi, ờ con buông xuống đi. Rồi nó buông đi. Kẹp thêm cái xác cua kìa. Đấy, thấy à, hai, hai con này mới đại chiến hả chứ. Có càng con nào cũng lấy. Ý nè, hình cua cái luôn kìa. Cần cân. Đâu thế nào? Hai mình chắc hàng cái lốc quá. Hỏi đi mẹ, nó dậy quá à. Hỏi đi, hỏi đi. Bắt cho. Nó dậy quá à. Bắt cho. Không, em sợ. Con nó được, dậy. Con bắt được quá. Được, được, được. Sao đâu mình còn dài. Con dài mà, chạy đường mình còn dài con. Mình nhường cho con tiền nha các bạn. Cá còn nhiều quá các bạn. Nắm cái đuôi giật à. Từ từ, cá lục kiếm đúng không? Ờ, đúng rồi, 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 thấy rồi. Ây da, ây da. Đô với bây giờ kiếm. Cá lục kiếm. Cá lục kiếm. Em lục kiếm thì thử được. Buông đi. Đi đừng có nói cái dột đó ba ơi. Cá lục kiến xử được. Hay sống giờ chưa bắt được con cá nào mình nhường nữa các bạn. Anh Giang chút có con cá nào nhường cho em nhất. Đừng có nói trước. Nó rút con nguyên cây AK. Cái con này bự lắm. Ủa. Mạnh. Mình nói các bạn sao? Chơi con này nó mạnh nè chơi, con nó mạnh. Bự cơ bạn. Buông coi, ông già. Đẹp đẹp. Xô cho các bạn coi. Đổ 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 đổ. Ghê chưa? Hên là không có chết trong hang. Tiền bữa nay bắt sống rồi bạn, hên muốn chết trong hang. Đem vô, đụng vô. Ngon vậy trời. Mình nói các bạn sao, đụng vô gì mà không bự. Lạ quá rồi. Đau. Đau. Cua nữa hả bạn, cua nữa bạn ơi. Con này hung dữ. Đem bưng lại con. Mình phải xài cái này mới bắt được đó các bạn, mình nói thiệt. Kẹt ngọt. Bọn mình đi cũng thời tháng thôi đó các bạn. Ok à, mấy con có coi chuyện tắm cám không? Có. Ừ, tắm cám mà lúc mà tắm gớt cái đầu hài á, được hoàng tử lụm được á, bà thử làm vợ, cuối cùng mang vừa làm vợ á. Dạ. Có biết không? Biết. Bây giờ chớ vừa phát hiện không phải đôi hài nữa các bạn, mà là cái bằng giò nữa các bạn. In vô xi măng luôn. Đâu, tao đi vô thử cho đi. Tao đi thử rồi, giờ ông vừa lấy về làm chồng luôn. Cũng thử cái trời. Dạ. Ơi là trời, cái bằng giò đó bên đây qua. Úp cái ngược ông rồi. Dạ. Nét, vậy cũng chó đi ơi. Rồi nhỏ xíu luôn, rồi mấy móng rồi luôn, không được. Rồi, ra bên ra, tiền ơi. Con đi. Tiền trước thôi. Chắc không vừa đó. Rồi, rồi nó quá rồi. Khánh vô rồi. Cánh bự giò nè. Trời ơi, dư luôn rồi, cánh dư luôn, dư rồi các bạn ơi. Rồi đưa cá bên ra lên coi. Kéo. Kéo kéo nó, kéo mập lên, kéo mập lên cho mập thử. Rồi, thấp rồi bạn ơi. Dư mập quá mà mập mà thấp. Bo kìa. Ngắn bo. Không vừa luôn. Trời ơi, lỏng rỗng luôn rồi. Dư nè, dư có này nè, bó rồi cháy. Ủa chuyện gì vậy cháy? Thử vô thử coi, Giang, thử coi. Khổ làm vậy đâu chứ mà lên nó đậm của người ta nè. Vậy mà là nó thắng. Ồ thắng. Người ta không đập là may lắm rồi. Trời xéo sắc các bạn. Tiền mương kìa chát. Ê các bạn. Gì con nói gì? Tiền mương kìa chát. Kha nó có gâu luôn các bạn. Kéo nó chú đi. Chú Kha. Chú Kha. Bây giờ team mình nó nướng cua ha các bạn, với nướng cá nha. Bây giờ bo Giang nó nướng được mớ rồi nè các bạn. Bây giờ trời mưa là cây cối ướt nhẹp rồi các bạn ơi. Trong thời điểm này phải đem bếp ra cho nó. Coi nè bạn, miệng nó ói ra nè. Bây giờ bọn mình nướng cua ha các bạn, bây giờ mớ đó xong chín rồi. Rồi mớ này nướng. Rồi giờ chuẩn bị nướng ăn trái lâu kiến nữa. Mớ bạn ăn chùm ruột nha. Mớ bạn luôn nha. Chưa ăn trái nào luôn. Mớ luôn. Các bạn ai ăn ăn chùm ruột nha. Còn em. Ai đúng em trái hay tam dơ rồi. Rồi đúng cho tên này giá. Còn con trái à. Còn trái à. Tôi đi. Gớt một cái xin. Ừ. 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 Này mất kỹ thuật rồi bay. Như bả nó không được.
Chừng nào địch mà lớn như vậy. Vậy. Đây, chim vô. Vậy đó, địch cái giải tán đám đông luôn các bạn. Bây giờ mình nướng cá đầu kiến xong luôn ha các bạn. Đó, bây giờ tới bọn mình đi hưởng thức với cái số cua này. Rồi các bạn con ốc nha. Này á. Cắn con này, cái cắn cái này hết rồi. Ờ rồi cảm ơn con. Cá lóc đồng béo. Ừ, cá lóc đồng các bạn. Mời các bạn nha các bạn. Đồng đồng, có lóc đồng ngọt quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Mời bạn nguyên cục thịt nha. Nay có dẹp đoàn tụ hết anh em luôn các bạn. Bữa nay đoàn tụ được vui quá các bạn ơi. Bữa nay mấy chú cháu mình á đông lại. Thịt của nguyên cái cài này thì có nhiêu nữa các bạn. Cái phần củ cúc của nó hay đắng nha các bạn. Ừ, cái mặt á. Phần củ cúc là phần nào? Thì nói vậy nghe vậy đi, Tony nói nghe đi con. Tony không có lý do. Đối với mình đây là miếng xương bình thường, nhưng nói với con lọ trời ơi, ông chủ ông cho mình miếng xương luôn các bạn. Ốp ốp. Nãy con nói cho chú chơi món quà, chú chơi nhớ chưa? Rồi đây, đó, món yêu thích của mình, thằng cua. Trời ơi. Chứ đừng có ngại. Rồi đây, tụi con quen cái chế thôi, bình thường, đừng ngại. Chứ phải mua cua chứ nó thấy lại đi. Ừ, tiền có cái đồ đó. Đây nè. Các bạn ơi. Xíu là con bị giọng hết chứ. Ê! Ơi! 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 Nát chân. Thôi thôi, lọ nó sạch. Đấy, lọ xanh nó sạch. Lọ! Ừ. Sữa nè chứ. Lọ. Sữa nè. Đó. Lọ xíu luôn rồi. Các bạn nha. Lọ. Rồi đu cá đầu kiến cho tao thưởng thức. Mà các bạn nghe. Mà các bạn nghe. Con lọ hết cái này ra nè chứ. Gạch với thịt nó dột vô trong đây luôn. Cô cua này gọi là cua gì rồi ba? Ừ. Cua lột, cua lột, cua lột. Khó quá các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Ừ. Vậy ngon lắm mà. Không cực kỳ luôn các bạn. Ngon không? Không làm mà có đó. Béo. Không làm mà đòi có ăn mà sao không ngon được. Ngọt lắm các bạn, ngon. Giải tán đám đông. Trời ơi. Giỏi quá, giải tán đám đông nổi. Nổi. Có con á. Ai cũng đấu hay nè, giải tán hơi khó hơn ra. Dạ không Tony. Nó nhắn gì đồ gì. Cái bụp luôn. Mũi nhọn luôn cái gì. Dạ. Dạ. Con đi mời các bạn nè. Tự ăn. Ba bạn nha. Ăn đi con, ăn đi. Mua sữa rồi chơi. Ừ. Anh đừng nè. Tăng 7 món. Rồi cảm ơn con nha. Cứ nào cũng cua sữa này chế mà thấy nó toàn bỏ miệng nó ăn không. Cua sữa là cua mới lột á, lợn cua nãy anh ăn á. Cá đầu kiến còn 2 đâu rồi. Anh ơi. Còn 2 đâu lâu luôn. Chế. Đồ ăn bốc hơi trong tích tắc. Bắt thì lâu mà bốc hơi thì nhanh. Dạ. Bắt gần tiếng 2 tiếng đồng hồ, bốc hơi chừng 1 2 phút. 2 tiếng mấy? Gần 3 tiếng. Trời. Nào nó nướng thì sao mà cái chân con cua còn tươi luôn á. Sao ăn chơi vậy? Đâu bỏ đâu. Em là người Hồng Kông, lộn tâu. Nhìn giống miền bệnh như vậy. Nó đạp hết luôn trời. Lỡ. Vậy cậy ra cho ăn đi con. Đã quá bạn ơi. Cái con lỡ này. Nè, bằng đó mình đâu có ăn đâu. Em xin miếng thì. Có dễ nè nè nè. Thôi thôi, anh đi. Đâu rồi, đâu rồi, chở miệng nó ra. Mới vẽ ra chưa kịp ăn nữa. Lầu của tiên. Chú chế, này chú ăn đi chú chế, con giỡn chú chế đây. Này chú chế, đừng ngại, ăn đi. Chú chế. Đưa cho lọ kìa. Cũng còn giọt nước để cho miệng. Thì cái video clip sinh tồn ngoài đồng của team Núi Xanh TV mình làm hôm nay cũng dài các bạn ơi. Bọn mình ăn uống no nê rồi. Bọn mình chắc cũng phải xin phép các bạn về chờ lâm găm rồi các bạn ơi. Rồi nhớ các bạn nhớ thấy video này hay các bạn nhớ đăng ký kênh Núi Xanh TV mình lên 3.000 subscribe và chia sẻ lên Facebook cho các bạn khác cùng xem nha các bạn. Rồi chào các bạn đi mấy đó. Chào các bạn. Bọn mình chuẩn bị làm cái thử thách thì phát hiện ra một cái chú chó không biết còn sống các bạn. Còn mất luôn kìa. Con chó nó còn thở thở nữa các bạn. Rồi sao nó bị nguyên nhân là nó bị cái gì mình không biết luôn các bạn. Nó kiếm luôn các bạn. Lọ nè, lọ nó phát hiện được các bạn. Đó, bây giờ con chó này mình phải cứu nó. Anh có con chó ở đây, có phải có anh không anh? Nó chết gì anh? Nó còn thở nè chú, cứu nó được chứ. Không, chó bự anh.
tội nghiệp nó quá, nó ốm nhách, ốm nhơm mà nó nằm đây nè. Nhỏ, là... chú nhỏ này của em. Em mới đem ra nhà em. Còn con này nè. Rồi chắc bị súng đập hay gì rồi. Nè anh. Còn thở chứ. Em đi qua đây em quay clip cho tụi nhỏ chơi bắt cá em gặp nó nè. Rồi ông má biết chó của ai. Ừ. Chắc bị còn thở được nè. Vậy giờ đâu biết phút rồi cứu nó trời. Dạ. Yeah. Các bạn ơi, cuối cùng rồi nó đã được cứu sống rồi các bạn. Được cứu rồi các bạn. Rồi. Nó bây giờ đi con. Các bạn ơi. Mà mình khỏe rồi đó. Mình nghĩ là 2-3 ngày nó làm thương rồi các bạn. Ok. Hồi nãy có cái chú kia giúp nó các bạn đem mền với lại đem đồ ăn. Bọn mình phát hiện là kêu chú đó cho nó ăn với kem cứu nó vô thôi là nó chết luôn bạn, kiến đầy hết trơn các bạn. Rồi. Kiến bu này mình mà hên chú chó đó. Nó yếu sức nha bạn. Nó còn phước các bạn. Rồi ok rồi, về. Yeah.